rồi, em bật terminal lên đi. New terminal. Rồi, em gõ đi, npm cách y cách bootstrap cách trừ trừ save. Boot sờ, boot b o t sờ. Trước chữ sc là một chữ t, sc đúng không? T nữa. Đấy đúng không? Bootstrap cách trừ trừ save. Rồi. Chạy ở đây. Chạy rồi mà. Bởi vì cái npm ấy, em npm cách y thì nó phải là mở trong cái thư mục có cái file package À dạ vâng. đấy, còn lúc nãy em chạy ở ngoài thì nó không có là đúng rồi. Rồi nhá, rồi Vâng. quay lại màn hình của tôi đấy, em của em cài xong rồi đấy. Mấy cái này là warning nhỉ phải không thầy? Bảo Ờ, nó thế. chỉ là warning thôi, kệ xác mà. Được Được chưa? Tiếp theo đến rồi. đây này, chúng ta mở cái nốt module này ra. Các em sẽ nhìn thấy có cái thư mục là Bootstrap. Đâu nhỉ? Ồ, không có đây. Có mà thầy. Đâu có thư mục? Đâu? Tôi đang chưa tìm thấy ở trong cái project của tôi Dưới có hả? đấy. Ở dưới này. Đi dưới. Nó xếp theo chữ cái. Đây BO này, BO này tôi không có bút cháp luôn. Của em có thấy mà. Lão ạ. Big này, block này, BOO này. Đây bút cháp đằng này nó phải dưới thằng này. Tôi kiểm Ok. tra xác nó, chắc là nó ném vào đâu đấy. Ok. Thì bây giờ các bạn mở giúp tôi ra cái, mở giúp tôi cái file là Angular JSON ra. Chúng ta kéo xuống đến cái phần style ấy. Đây phần style này. Ở dòng khoảng số 27. Các bạn nhìn thấy không nhỉ? Thấy không? Để em tìm đó. File Angular JSON dòng số 27. Thấy chưa? Rồi. Chúng ta phẩy một cái ở đây, chúng ta có là tấm sược nốt gạch dưới module sược bootstrap. Bootstrap sược this sược CSS sược bootstrap chấm min chấm CSS min nhá, không phải chấm min đâu, min thử project của tôi ra xem nó bị làm sao mà lại không có thể có bootstrap đâu. Thầy biết đường dẫn cho bọn em luôn. Không, gọi đi. Cái đường dẫn đấy cùng bút cháp mà. Lười vừa đấy. Đây bút cháp đây. This này, CSS này, bút cháp min này, có đấy. Đây nó dẫn lên từ cái nốt module này, vào bút cháp này, vào this này, vào CSS này, vào bút cháp chấm min chấm CSS đây. Đoạn trên này. Là chúng ta áp dụng thành công cái bút cháp vào. Cứ viết thế là nó ra phải không thầy? Nó sẽ lần đến cái file bootstrap CSS để nó ném vào trong project. Được chưa? Em không có chuyện gì xảy ra vậy? Thì làm gì từ từ đã. Đây nhá, reload trang này. Wow, không có gì thật này. À cái này hình như là phải build lại project đấy. Em quay về cái nốt đầu tiên này đi. Nốt mà đang chạy project ấy. Đang chạy project này, chúng ta Ctrl C đi. Sau chúng ta mũi tên bấm cái phím mũi tên lên trên đấy, sớp lại, Căn chân C à? Ctrl C để dừng cái việc build lại. Sau đó chúng ta gõ lại cái ng serve cách trừ trừ o
nó sẽ build lại. Đây, cái phông chữ nó đã khác rồi này. Anh xem nhìn lại thầy ơi. Đây tôi copy luôn để đưa cho nhé. À, mà của em có chạy ở trên Visual đâu. Đây là cách thứ nhất là chúng ta tải thẳng về trong project mình dùng. Được chưa? Còn cách thứ hai thì nó dễ rồi. Copy link. Làm gì nữa chạy? Đang chê rồi làm gì nữa thầy ơi? Hả? Đang chê rồi á. Thì nó tắt cái này đi rồi đúng không? Nó tắt cái trên, các em gõ lại cái dòng này. Nhờ gỡ xếp gạch thì ổn. Ừ. Gõ lại. Đợi em mà CMD á. Chạy cái Angular trên Visual kiểu gì thầy? Hả? Giờ vẫn còn hỏi cái đấy. Mở cái terminal ra, đây này, chọn new terminal, xong gõ ra chứ có gì đâu. À vâng. Ai nghe chắc em. Được chưa các bạn ơi? Ủa nó có khác không nhỉ? Em không biết phông chữ trước như nào. Rồi ok, bây giờ chúng ta test xem là nó có khác không này. Các em mở giúp tôi cái file app component.html ra. App component.html. Các em xóa hết tất cả các dòng trừ cái dòng cuối cùng nhá. Cái dòng cuối cùng là dòng router outlet này. Các em giữ nguyên cái dòng đấy, còn lại từ đấy lên trên các em xóa hết đi. Các em viết vào đây thẻ H2 chẳng hạn. Đây là Hello World. Được chưa? Đấy, ra ngoài này, nó build lại. Đây đúng là phông chữ của Bootstrap chưa? Đấy, các em xóa hết nội dung của cái file app component.html đi, các em viết, các em chỉ giữ lại hai dòng này thôi nhé, giữ lại hai cái dòng này thôi. Sau đó các em viết cho tôi cái chữ giữ lại cái dòng này thôi. Sau đó các em viết cái H2 Hello World ra, các em sẽ thấy là nó thay đổi như này. Thì đây nó chính là cái phông chữ của thằng Bootstrap này. Được chưa? Hoặc là mình có thể nghịch ngợm bằng cách là tạo một thẻ button có class là btn cách btn trừ sm cách btn trừ succeed chẳng hạn. Đây là hello đi xuống. Ủa, sao này em này. Không có cái gì, cái suộc của em bên dưới không có app được. Cái này không có, không có cái app luôn. Ô điều ấy. Xem màn hình đi xem nào. Xem màn hình đi tôi xem nào. Ảo thế. Xóa sạch cái file đấy thế. Ờ em giữ lại cái dòng này thôi nhá. Dòng router outlet. Đây này ơi. Giữ lại cái dòng em share đi. Em có phải mở E2E đâu. Trời ơi, em đóng cái E2E vào. Đấy, em mở SRC cơ mà. SRC. Em mở nhầm file rồi. Dưới dòng thứ ba. Đấy, rồi em xóa từ trên xuống dưới, giữ lại dòng 524. Đấy, cái router outlet em giữ lại rồi, em xóa hết đi. Rồi, em viết thẻ H2 ra. Ừ. Của em lúc cài cái bút chát không chạy lại nó error luôn thầy ạ. Giờ thì đấy, viết linh tinh gì vào đấy, viết tên mình cơ. Đấy, lưu xuống chạy đấy. Ra ngoài trình duyệt lưu. Em chưa lưu. Rồi, em phải lưu nó file nó vào chứ. Ở bên nhầm ai bị lỗi nữa không? Cảm ơn Cantonet rồi. Bỏ ra rồi. Ok ok. Còn ai nữa không? Em biết nhầm. Nó không đúng. Còn ai nữa không? Từ, còn em ạ, à, em thêm cái Bootstrap vào xong rồi chạy lên nó bị error luôn. Share màn hình thì tôi chỉ lỗi chưa? Hay là em biết nhầm cái gì nhỉ? Thì phải biết nhầm cái gì thì nó mới lỗi chứ. Đấy. Đây nó. Thêm cái này đúng không?
Tôi có nhìn thấy cái gì đâu mà thêm cái này với thêm cái kia. À đây đây. À chấm sược, chấm sược chéo. Cái đầu tiên đầu dòng ấy, chấm sược đây. Chéo. À. Ừ. Sược chéo này. Rồi, rồi ừ. Tao bấm vào cái PowerShell 2 cái đi xem nào. Đây đấy, chọn lên rồi. Cái đầu lên cái một, nhưng mà cái một thì cái em có chạy trên Visual đâu ạ? Yeah. Ờ rồi em mở CMD ra đi. Đấy, Ctrl C đi. Lương ơi, cái từ delete viết nhầm kìa. Tại viết nhầm à? À ừ đúng rồi. Nó viết thế nào nhỉ? Thêm chữ T vào, thêm chữ T vào. À rồi. Rồi ok. Thế thì chắc là được rồi đấy. Yes đi, xong rồi build lại. Chắc là được rồi thế. Ờ ok. Được chưa? Đấy là mình thay đổi nó rồi nhá. Được chưa? Và chúng ta cũng thay đổi luôn cái giao diện ở trên màn hình của mình. Ví dụ như tôi thêm hai cái H2 và cái button này vào thì cái giao diện của tôi nó sẽ như này. Đây là như này. Được chưa? Ok nhá. Thế thế ơi, em vẫn lỗi thế rồi. Đâu? Để em xem, để em xem. Ừ. Đây em bị cái lỗi này thế. Chạy lên nó ra cái này đấy. Từ từ bình tĩnh, em đang lỗi project. Ờ, em cũng bị thế. Ờ, em chưa cài được Bootstrap. Em Ctrl C đi. Yes. Rồi. Từ từ nha. Em gõ npm cách y. Từ từ đã, em sang cái cây thư mục đi, em sang cái cây thư mục ở bên tay trái, em kéo lên trên tôi coi nào. Ủa sao em lại có hai cái nốt module nhỉ? Cái dung dung BC Angular ở dưới này là cái gì đấy? Đấy là một cái project khác. Ui. Tạo project trong project à? Đâu thấy? Tức là nhét nhiều cái vào đây à? Vâng, em... Em bỏ hết mấy cái dưới. Bỏ hết mấy cái dưới đi. Ừ. Xóa lâu thế. Treo mẹ máy được nên. Ủa treo thật thế ạ? Bởi vì như này nhá, tốt nhất là mỗi một cái project chúng ta mở ra ấy. Thôi cancel đi. Em tắt cái visual đi, Em mở lại visual lên. Rồi ok, em chọn file. Ở trên ấy, chọn góc trên bên trái. Rồi, em open folder, đúng không? Em mở cái thư mục ra đi. Không, em làm lại đi. Rồi em mở bung Angular cái thư mục đầu tiên ra, kích đúp vào. Đấy, rồi. Chọn côn dung. Đấy, rồi, chọn côn dung. Rồi, em select folder đi. Select folder. Đấy, rồi ok. Em mở terminal lên đi. Rồi, npm cách y. Npm cách y. Cách bootstrap. Gì đấy? Cái gì nữa thế? Cách trừ trừ xếp. Ông Dũng này tấu hài à?
Nếu mà không học thì chuẩn bị bay khỏi lớp bây giờ đấy Dũng nhá. Không phải ngồi đi phá đâu. Rồi ok. Em mở file angular.json ra xem nào. Rồi. Kéo xuống dưới đi. Từ từ bình tĩnh đã nha. Em ẩn cái đấy. Ẩn cái dòng này. Từ từ bình tĩnh. Đúng rồi mà. Chạy đi, search đi. NG cách serp, NG cách serp, cách trừ trừ O, cách trừ trừ O, rồi enter xuống. Làm gì có chuyện không chạy. Đấy. Được chưa? À, được rồi ạ. Tại lúc đấy nó ra okay cái error này ạ, nên là em thấy. Chắc là lúc đấy em cài sai thư mục thôi. Vâng vâng. Ok, tiếp tục nhá. Thế là chúng ta setup xong cái thằng Bootstrap vào trong cái project này để mình dùng rồi. Được chưa? Thì bây giờ chúng ta sẽ quay lại cái slide. Hết slide 1 rồi. Bây giờ chúng ta sẽ sang slide 2. Edit này. Add thêm Google Drive. Slide 2 đây. Xếp xuống. Ủa sao lâu thế nhỉ? Rồi, ok. Bây giờ chúng ta có slide 2 nhá. Đây, slide 2 của chúng ta như sau. Nội dung hôm nay thì chúng ta sẽ học về cái component, về khái niệm component và sử dụng component nó như thế nào. Được chưa? Thì ở trong này ấy, thì tôi sẽ giải thích trước một chút về cái khái niệm component nhá. Sau đấy chúng ta sẽ đi vào trong phần code. Được chưa? Thì như sau. Jamboard này. Lớp mình đâu nhỉ? Đấy ạ. 306 ấy đây. Rồi ok đây. Đây. Trong cái việc chúng ta làm cái website ấy thì thường thường mỗi một cái màn hình này của chúng ta, như trước của chúng ta là làm bằng Java hay bằng web thường ấy, thì mỗi một cái giao diện này của chúng ta là một cái file, chúng ta gọi là file view đúng không? Một cái file này gọi là file view. Dạ. Thì các mỗi một cái file view này, chúng ta ví dụ như trong cái file view của chúng ta nó có cái phần header này, phần slider này, đúng không? Phần content này. Và trong cái content này chúng ta có thể có rất nhiều bài viết như này. Đúng không? Thì trong mỗi một cái file view đấy chúng ta sẽ đều phải viết lại toàn bộ cái đống này, đúng không ạ? Hoặc là ví dụ đây là trang chủ thì chúng ta sẽ có những cái thành phần này, đúng chưa? Đây là homepage trang chủ. Nhưng mà nếu mà sang cái trang khác là trang tìm kiếm chẳng hạn, thì chúng ta cũng sẽ bê lại cái phần này chúng ta chuyển sang, thì nó sẽ trông như này. Mở TV bị át thôi. Đúng chưa? Đúng không các bạn ạ? Nhưng mà mỗi một lần ví dụ chúng ta dùng lại cái phần này ấy, sang bên này, thì chúng ta cũng phải cốt lại nó, đúng không ạ? Đúng chưa? Thì cái thứ người ta gọi là tính tái sử dụng ở trong cái việc cốt này nó không nhiều, nó chỉ dùng lại được cái phần menu rồi thôi. Được chưa? Ví dụ như chúng ta tách riêng cái phần này ra thành một file. Ví dụ trong màn hình này mình cần dùng đến cái đoạn đấy thì mình include vào, hoặc là mình thêm cái phần đấy vào đây. Được. Nhưng mà những cái nội dung này thì chúng ta đa phần là chúng ta lại phải tiến hành vòng lặp lại, dùng vòng for để lấy ra từng phần tử một, và chúng ta lại copy lại cái code HTML ở bên này, chúng ta chuyển sang bên này. Được chưa? Và
và sau đấy cái nội dung của cái dòng, một cái dòng này của chúng ta mà nó thay đổi thì chúng ta lại phải tìm tất cả những cái view mà có những cái giao diện giống như thế này thì chúng ta tìm đến để chúng ta sửa, đúng chưa? Thì do đó là người ta nói là nếu mà theo cốt theo cách cũ ấy, thì cái việc tái sử dụng lại cốt của chúng ta nó rất là yếu, nó gần như là không có mấy luôn, nó rất là ít, đúng chưa? Nhưng mà bây giờ với cái Angular này hoặc là với các cái front end framework, người ta không làm thế nữa mà người ta sẽ chia mỗi một cái phần nhỏ này ra, mỗi cái phần nhỏ này này thành một cái khái niệm gọi là component. Component, được chưa? Một cái component, và mỗi cái component này nó sẽ là một cái file riêng, một cái vùng riêng xử lý dữ liệu. Sau đó những cái nơi nào mà sử dụng cái component này thì chỉ việc là viết cái thẻ mà cái component này nó định nghĩa ra, cái thẻ đấy đưa vào trong cái màn hình bên này là đã sử dụng được rồi. Sau đó những cái lần sau ấy, những cái phần này mà nó bị thay đổi giao diện đi này, chúng ta sửa cái gì đấy thì sửa một lần thôi, sửa một lần ở một nơi thôi, và tất cả những cái chỗ nào dùng cái component do chúng ta định nghĩa ra ở đây thì chúng ta sẽ, nó sẽ được tự động nó thay đổi theo cái sự thay đổi của chúng ta. Thì đấy là cái khái niệm về component trong cái Angular nói riêng và trong cái front end framework nói chung, được chưa? Các bạn cứ hình dung như này, component ấy thì nó có thể là một cái phần nhỏ ở trong một cái màn hình như này để giúp chúng ta tái sử dụng cốt, hoặc là nó có thể là cả một cái màn hình to như này, cả một cái màn hình to như này. Sau đó trong cái màn hình này nó chia ra cái phần header phía trên này, phần header này là một cái component tên là header component. Phần slider này gọi là slider component. Được chưa? Phần này gọi là post detail, post list component. Được chưa? Hoặc là post item component. Sau đó là các cái component này nó có thể hoàn toàn là chứa nhau. Đấy. Thì cứ mỗi một cái thành phần chúng ta copy nó ra, cắt nó ra thì đấy gọi là một cái component, một cái thành phần ở trong giao diện. Thì một thành phần trong giao diện nó có thể là cả một website, hoặc là chỉ là một cái button thôi, hoặc là chỉ là một cái thẻ input thôi, hoặc là một cái tổ hợp hiển thị giao diện nằm trong màn hình. Ví dụ như cái slider của chúng ta cũng có thể cắt tách thành một component, hoặc là một cái danh sách bài viết của chúng ta cũng có thể tách thành một component riêng được. Được chưa? Thì đấy là khái niệm về component. Ví dụ như trong cái phần vấn đề cái trang web của code của chúng ta ấy, thì nó sẽ là như nào gọi là component. Ví dụ như ở đây chúng ta có cái này gọi là tổ hợp bốn cái này, thì đây nó đóng vai trò là một component này, người ta gọi là app component. Được chưa? Thì đưa vào code thì trong cái việc hình thành nên component ấy thì người ta viết lý thuyết nó sẽ bao gồm một cái component, sẽ bao gồm một cái template, tức là một nơi để chúng ta viết code HTML, cộng với lại một cái class, trong đấy có các cái thuộc tính, các cái property và các cái method. Property để chứa data, method để xử lý các sự kiện. Metadata. Dạ, metadata là cái gì? Metadata là nơi để, là những cái thứ để chúng ta giúp chúng ta hiển thị dữ liệu nó một cách nhanh hơn. Ví dụ trong thằng Angular nó có tub này, nó có decorator, thì cái đấy chúng ta sẽ được học sau. Dạ. Nhưng mà hai phần này là hai phần chính này, thì bao gồm là template tức là file HTML và class là method property. Ví dụ như thế này, demo ở trên cái app component này thì chúng ta sẽ tập trung vào hai file này là chính. Một file là file TS, thì trong cái TS này về bản chất nó là một cái file class, một class ở trong việc code của chúng ta. Được chưa? Thì ở trong này các bạn sẽ thấy cái title này nó là một cái biến, được chưa? Nó là một cái biến chứa giá trị là PT14306 ứng dụng. Được chưa? Bây giờ tôi thích thì tôi tạo ra một cái biến nữa, ví dụ như là school name đi bằng FPT Polytechnic như này. Dạ, FPT Polytechnic như này. Sau đấy ở ngoài cái file app component này, chúng ta muốn hiển thị được dữ liệu ra ngoài, ví dụ như ở đây tôi có thẻ H2. Tôi hiển thị dữ liệu cái title cái đi. Đây title. Thì tôi nhét cái biến title, cái tên biến vào trong cặp dấu, một cặp dấu ngoặc kép, tức là hai dấu ngoặc kép lồng nhau và viết cái tên biến ấy ra ngoài này. Dạ, bây giờ chúng ta xem nhé. Đây, đúng chưa? Bây giờ tiếp tục này, ở đây chúng ta có là lại H3
lại cặp đúng không, kép nữa, ví dụ như school ở dưới name, nó xem bên này thấy không, nó tự thay đổi luôn thành FPT Polytechnic luôn, được chưa? Thì đấy nó là cái sự liên kết. Chúng ta sẽ có cái trò như sau, có cái trò như sau. Trong một cái component, trong một cái component nó chia ra làm hai phần, một file là class, một file là .html, một file view, một file view như này. Thì cái file class là định nghĩa ra dữ liệu, định nghĩa ra data, dạ. Còn file view này là hiển thị, hiển thị data, được định nghĩa ở đây, được chưa? Hai cái thằng này nó sẽ gắn chặt chẽ với nhau. Dữ liệu phải được định nghĩa ở trong class thì mới được hiển thị ở ngoài view, được chưa? Sau đó ở ngoài view này nó xảy ra sự kiện, nó xảy ra sự kiện, nó xảy ra sự kiện, thì cái sự kiện này nó côn ngược lại, nó côn ngược lại một cái hàm, một cái hàm được viết ở trong cái class này, và cái hàm này nó lại có thể là thay đổi dữ liệu ở trong cái data, và nó ngay lập tức nó hiển thị luôn ở ngoài cái view kia, được chưa? Ví dụ như ở đây các bạn sẽ nhìn thấy tôi sẽ có một cái sự kiện xảy ra ở thẻ H3 này, được chưa? Ví dụ như là click, được chưa? Click bằng một cái function là cao đi, cao, dạ. Ở ngoài này tôi sẽ có một cái thẻ H3 nữa hiển thị cái biến là cao number, dạ, cái biến cao number. Thì cái biến cao number này các bạn sẽ thấy nó báo lỗi ngay lập tức đây này. Các bạn nhìn nó báo lỗi chưa? Là cái biến năm cao number này does not exist on type app component, tức là ở đây chúng ta chưa định nghĩa ra cái cao number đấy, do đó chúng ta không được dùng. Thì bây giờ tôi sẽ đẩy cái cao number này bằng không, dạ, cao number bằng không. Đây, tôi lưu xuống nó sẽ chạy ngay lập tức. Đây, không này, dạ. Và bây giờ tôi mong muốn là mỗi một lần tôi bấm vào cái chữ FPT Polytechnic thì cao nó cộng lên một đơn vị, dạ. Thì bây giờ các bạn sẽ nhìn thấy ở ngoài này tôi định nghĩa ra một cái sự kiện là on click cho thẻ H3 này chạy cái hàm cao increase đi, increase, được chưa? Thì bây giờ ở trong này tôi sẽ định nghĩa ra một cái hàm là cao increase, tôi sẽ có là this chấm cao number cộng cộng cái này lên, được chưa? Bây giờ chúng ta xem nhé, cộng chưa, thấy không ạ? Thì ở đây cái hình này tôi vẽ ra này, các bạn xem cái hình này tôi vẽ này. Cái thứ nhất là cái dữ liệu chúng ta định nghĩa ở trong file class, sau đó ở ngoài view mới được hiển thị. Nhưng mà ở ngoài view nếu muốn tương tác ngược lại với cái data này thì chúng ta phải set cho nó một cái sự kiện. Và sự kiện xảy ra cho cái code HTML của chúng ta ấy, thì nó sẽ gọi ngược lại một cái hàm được định nghĩa ở trong file class, và từ cái hàm này nó giúp chúng ta thay đổi dữ liệu ở cái data mà chúng ta đã định nghĩa ra lúc trước, được chưa? Và khi mà dữ liệu ở đây được thay đổi phát ngay lập tức ngoài giao diện sẽ được thay đổi luôn. Các bạn hình dung không ạ? Thì đấy là hai cái thành phần chính nó làm nên cái khái niệm của thằng Angular này. Khái niệm này người ta sau này tí nữa mấy nữa các bạn sẽ được học cái khái niệm đấy, người ta gọi là two-way binding. Binding là truyền dữ liệu ra ngoài và hiển thị, và nó tác động ngược lại nó như nào. Thì đây nó là cái sự thể hiện của two-way binding, được chưa? Thì ở đây chúng ta chỉ cần mỗi một component nó các bạn sẽ thấy là nó đảm nhiệm được các cái hành động này, và phải có component thì chúng ta mới có thể là làm cho cái website của chúng ta nó hoạt động được, được chưa? Thì đấy nó là ý nghĩa của component. Thì chúng ta, tôi nhắc lại một lần nữa này cho chúng ta nắm được này, mỗi một component nó là một cái thành phần nằm trong website, được chưa? Cái thành phần đấy nó có thể là một cái button, nó có thể là một cái form, nó có thể là một cái giao diện màn hình luôn, được chưa? Để giúp chúng ta có thể tương tác được dữ liệu ở trên cái màn hình đó, được chưa? Đây tôi sẽ tắt cái này đi, tôi chuyển sang cái
cái mic của họ. Thì các bạn nói qua, tôi nói thử xem nó đã chuyển sang bên này chưa. Alo alo. Đâu rồi? Dạ. Rồi ạ, rồi ạ. Ok thầy ơi. Này ban đầu nó sẽ hơi khó tiếp cận nhá, bởi vì các bạn chưa gặp cái thể loại này bao giờ. Cho nên nó sẽ hơi khó tiếp cận một tí. Nhưng mà các bạn cứ nhớ cho tôi như sau này. Mỗi một cái component thì nó có thể là một phần của màn hình hoặc là cả một cái màn hình luôn. Được chưa? Và nó được đóng gói vào một cái thứ người ta gọi là component để chúng ta có thể là tái sử dụng lại nó một cách tốt hơn. Được chưa? Đấy là cái khái niệm về component. Thì ở đây tôi có một cái ví dụ là cả một cái màn hình của tôi là một cái component lớn này. Cái phần header này của tôi là một component nhỏ này. Slider của tôi là một component thứ ba này. Cái phần mỗi một cái bài viết này của tôi nó là một cái component thứ tư. Tức là component nó cũng có quan hệ cha con, và mỗi một cái này nó là một cái class riêng. Được chưa? Thì bây giờ tôi sẽ nói tiếp về cái thành phần trong mỗi một component đấy nó gồm có những gì. Thì mỗi một component được chúng ta tạo ra thì nó sẽ gồm bốn cái file, nằm trong bốn cái file này. File thứ nhất là file component.css. Đây là tên component này, xong rồi cái component.css này. Cái CSS này nó để quyết định ra xem là những cái phần hiển thị ở trong cái component này nó sẽ được hiển thị như thế nào. Tức là nó áp dụng cái CSS cho cái thành phần màn hình đấy. Được chưa? Tiếp theo là file component.html. Dạ, component.html thì cái file HTML này nó sẽ quyết định là cái component này sẽ hiển thị cái gì. Dạ, text, tiếp các thứ, tức là cái cấu trúc HTML ở trong này nó sẽ hiển thị như thế nào. Tiếp theo là cái file spec. File spec này dùng để làm unit test, chúng ta lại tính sau. Và cái cuối cùng là cái file app component.ts. Cái file này là một file cực kỳ quan trọng, là cái nơi để định nghĩa cho dữ liệu cũng như là quyết định các cái hành động. Các cái hành động ở trong cái component này sẽ được code như thế nào, sẽ được xử lý ra làm sao. Được chưa? Thì đây nó là cái component, thành phần, bốn thành phần của cái component mà chúng ta sẽ tương tác ở trong cái bài này. Được chưa? Thì bây giờ tôi sẽ tạo ra một cái component nữa. Chúng ta sẽ làm cho tôi nhé. Chúng ta sẽ làm ra một cái component nữa để chúng ta có thể tương tác được nó dễ dàng hơn. Được chưa? Thì chúng ta sẽ làm như sau. Để tạo ra được một component nữa thì chúng ta gõ câu lệnh như thế này. Đây, chúng ta gõ câu lệnh như sau. NG cách G, G là generate, là sinh ra. NG cách G cách component. Dạ, NG cách G cách component. Cách tên component. Ví dụ tôi viết ra đây là thư mục là component SC sược hero từ list. Dạ, hero to list. Đây các bạn, gõ cùng với tôi đi. NG cách G cách component, cách component SC sược hero list. Cái này, cái đây là tên component này, đây là tên component này. Còn đây nó là thư mục chứa này. Các bạn tạo giúp tôi đi. Xong chưa các bạn ơi? Xong chưa các bạn ơi? Đâu hết rồi? Chưa. Chưa. Làm gì mà lần mò lâu thế? Thôi này. Rồi, chờ các bạn một tí. Chạy lên CMD nó có như thế hả thầy? Hả? Chạy, mình chạy trên CMD ấy. Ừ. Nó sẽ bị lỗi rồi thầy. Lỗi gì? Lỗi gì? Thầy viết lệnh trực tiếp trên CMD hay viết lên Visual Code ạ thầy? Viết lên CMD được mà. Vâng. Đâu tôi xem nào.
À rồi, em bấm mũi tên, à em gõ lại cho tôi này. À, NG cách G cách component không có SC đâu nhá. Rồi cách component SC. Được, hero trừ list. Rồi enter xuống. Rồi đấy, được chưa? Rồi thế. Rồi thì ở đây chúng ta có cú pháp này. Cú pháp để tạo ra một cái component. Đó, tôi chia sẻ screen. Rồi, từng giây. Đây nha, cú pháp để tạo ra component này. NG cách G cách component là báo cho cái thằng Angular là tôi muốn tạo ra một component mới. Được chưa? Còn cái đoạn phía sau này, thì các bạn nhìn thấy cái đoạn này không? Thì đây cái dấu trước dấu sược ấy, đây là tên thư mục. Đây, tên thư mục này, tạo ra tên thư mục trong component này. Được chưa? Sau đó sược hero list, thì cái hero list này chính là tên của component mới. Được chưa? Được chưa các em ơi, các em tạo xong chưa? Được, okay. Thì các em sẽ nhìn thấy ở đây nó sẽ tạo ra cho chúng ta một file là herolist.component.css, một file là component.html, một file là file spec và một file là component.ts. Được chưa? Và cái cuối cùng này là cái component của chúng ta nó được update vào file component.ts. Được chưa? Rồi bây giờ chúng ta sẽ mở cái file component và cái hero component này ra, hero đi hero list component này ra. Em nhìn thấy chưa? Nhìn thấy nó chưa? Rồi ạ. Rồi ok. Bây giờ em sẽ nhìn thấy ở trong cái hero list này nó có mỗi một cái chữ là hero list work thôi. Được chưa? Thấy không? Các bạn có thấy nó không? Thấy ạ, thấy ạ. Rồi. Rồi, bây giờ chúng ta mở tiếp cái phần hero list component.ts ra này. Bây giờ mới đến phần 2. Chúng ta nhìn thấy ở trong này nó có một cái gọi là app trừ hero trừ list, nó là clicker. Đúng chưa? Các bạn nhìn cái phần clicker đấy không? Được ạ. Rồi ok, bây giờ nha, làm cho tôi này. Copy cái này. Copy cái này. Được chưa? Các em đưa vào trong file app component.html. Chúng ta sẽ tạo ra một cái thẻ app hero list ở đây. Phang nó xuống. Đây cái đoạn này. Được chưa các em ơi? Được rồi. Rồi bây giờ các em reload màn hình đi. Chạy cái ứng dụng xong reload màn hình đi. Các em nhìn đây này. Nhìn cái hero list work chưa? Nhìn thấy không? Được chưa? Được chưa các bạn ơi? Được rồi ạ. Rồi ok. Bây giờ các em sẽ nhìn thấy cái mối liên hệ giữa cái component ấy và cái đoạn code này là gì ạ? Mỗi một component nó tương đương với một cái thẻ HTML do chúng ta tự định nghĩa ra. Đúng không? Cái thẻ HTML này chúng ta đặt tên nó là app hero list. Được chưa? App hero list. Đây. Và chúng ta có thể dùng nó ở bất kỳ nơi đâu. Các em có thể dùng nó ở bất kỳ nơi đâu. Ví dụ em muốn duplicate thằng này lên, em thêm một dòng nữa, em lưu nó vào. Thì ở đây em sẽ thấy xuất hiện hai cái hero list. Thấy không? Thích nhét vào đâu thì nhét. Được chưa? Đấy là thể hiện cho cái việc là component
cha và component con. Component cha là thằng app component, component con là thằng app hero list này. Được chưa? Thì đấy thể hiện cho chúng ta, đang demo lại chúng ta cái câu chuyện là component nó có thể là cả một cái màn hình này. Nó chính là cái thằng app component, đúng không? Đúng chưa? Còn ví dụ như một cái item này, hoặc một cái item này, hoặc một cái item này của chúng ta, nó là một phần nằm trong cái màn hình đấy thôi, thì nó cũng có thể là một component được, đúng không? Thì đây các em nhìn đây này, đây chúng ta mang một cái component con đưa vào trong cái vùng của component ra, được chưa? Thì là chúng ta sẽ làm sao có được cái thành phần nằm trong cái màn hình đấy, thì thể hiện thằng app hero list này nó chính là một phần nằm trong cái màn hình to kia. Anh hiểu ý nghĩa của thằng component chưa? Tạm tạm. Ok. Thế là được rồi. Tôi chỉ cần tạm tạm đấy thôi đã. Về sâu xa hơn chúng ta sẽ xử lý sau. Được chưa? Bởi vì cái khái niệm component này cho các bạn thì nó đang các bạn đang mới quá, cho nên là nó sẽ hơi khó hiểu một chút. À. Cái app Hello World List đến lúc hiện lên là nó là Hello List Work, thì Hello List Work này từ này lấy ở đâu thầy? Nó tự sinh ra mà. Đây này, Hello List Work. Em nhìn đây. À vâng. Đấy, nó tự sinh ra thôi nhá. Được chưa? Đã hiểu tạm tạm về cái component rồi đúng không? Ok. Thì bây giờ chúng ta sẽ quay lại cái slide, lại đập vào mặt một đống lý thuyết nữa. Cứ bình tĩnh, em yên tâm, em học xong cái thằng này sẽ các học cái gì đầu tiên sẽ cũng vất vả cả, nhưng mà sau này em sang các cái front end framework khác em dùng trong công việc ấy, sẽ thấy nó dễ hơn rất là nhiều. Ai cũng có cái lần đầu tiên, nó lần đầu tiên lúc nào chả đau, đúng không? Rồi ok nhá. Rồi đây, thành phần trong component thì là chúng ta, trong mỗi một cái component nó sẽ bao gồm bốn thành phần này. Đây là một component này, được chưa? App module tách riêng nhé, tôi không gộp chung đâu. Thì cái phần này, ý nghĩa của nó ở đây tôi đã nói một lần rồi, do đó bây giờ các em chỉ cần phải đọc lại nó thôi, được chưa? Tiếp theo là cái file app module.ts, đây nó là về module rồi, nó không phải là component nữa. Thì bởi vì cái phần component nó không dễ hiểu, cho nên tôi cũng sẽ không nói tiếp về cái phần module nữa. Module chúng ta sẽ nói ở buổi sau. Nhưng mà các em chỉ cần nhớ tôi một điều là cái file app module này là nơi để giúp chúng ta đăng ký tất cả các component có trong project này, thì phải đăng ký với nó. Được chưa? Giống như cái việc là các em mở một cửa hàng hoặc là mở một công ty cũng vậy thôi. Được chưa? Thì các em phải đăng ký kinh doanh với nhà nước, chứ không phải là các em bán chui bán lủi mà được. Được chưa? Thì ở đây cái app module này nó chính là cái chính phủ, là nơi chúng ta đăng ký hoạt động. Được chưa? Nếu mà chúng ta không đăng ký hoạt động, sau này ví dụ chúng ta ký hợp đồng với một công ty rất là to ở bên Mỹ, thì nhà nước không công nhận cái việc đấy thì không cho phép giao thương giữa hai bên. Được chưa? Chúng ta đi tù luôn. Được chưa? Còn ở trong code của mình, nếu mà chúng ta không đăng ký cái component của mình ở trong cái app module.ts thì chúng ta không được phép dùng cái component mà do chúng ta định nghĩa ra. Được chưa? Thì bây giờ sẽ chứng minh bằng cách là tôi sẽ show code cho chúng ta xem là những cái component chúng ta vừa mới tạo ra ấy, nó được đăng ký như thế nào, được chưa? Thì đây, các em nhìn, mở cái file app module.ts ra, được chưa? Các em sẽ nhìn thấy phần import hai cái này, được chưa? Nhìn thấy không? Được chưa? Thì đây nó là nơi định nghĩa ra, tức là khai báo ở trong cái file app module.ts này được phép sử dụng hai cái class là app component và hero list component. Và hai cái thằng này được lấy dữ liệu từ đâu ra, nơi nào là nơi định nghĩa chúng nó ra, thì các em sẽ thấy là app component được lấy ra từ app.component, thằng hero list component thì được lấy ra từ components hero list component. Được chưa? Và nó phải được đăng ký, đây là khai báo nhá, còn đây là đăng ký này, đăng ký được phép sử dụng, được chưa? Đăng ký được phép sử dụng với cái ứng dụng này thì đây là app component, được chưa? Ok chưa các em ơi?
Hai cái này chẳng vì sao nó có mặt ở đây, lúc đầu nó không có đâu, đặc biệt là thằng này lúc đầu nó không có đâu. Nhưng mà do chúng ta chạy câu lệnh, do chúng ta chạy câu lệnh này, chạy câu lệnh này, thì thằng Angular nó tự đang tự tạo và tự đăng ký luôn cho chúng ta để chúng ta có thể sử dụng được. Các em hình dung được không? Đây này, ở dòng cuối này nó có một cái là update cái app module.ts. Được chưa? Để nó tự động nó đăng ký vào trong này cho chúng ta. Được chưa? Tiếp tục nhá. Tiếp tục này. Cái file app module này chúng ta sẽ thấy nó có những cái nội dung như này. Chúng ở đây, đây là nội dung ban đầu của cái app module này, nhưng mà chúng ta hơi khác một tí là chúng ta có thêm cái phần này. Đây chúng ta có thêm cái phần này. Phần này và cả cái phần này nữa. Được chưa? Đấy, nó khác mỗi cái này thôi, bởi vì chúng ta sinh ra một component mới, do đó là ở trong này chúng ta sẽ nó sẽ tự thêm cho chúng ta hai cái dòng này, dòng số 6 và dòng số 11 ở đây. Được chưa? Tiếp theo chúng ta sẽ có một vài cái từ khóa cần phải làm quen là ng module import declaration provider và bootstrap. Được chưa? Thì chúng ta đọc qua cái đống này, sau đó tôi sẽ giải thích. Được chưa? Alo, đọc xong chưa? Xong rồi ạ. Rồi, ok. Thì cái phần này ấy, thì thực ra cũng chỉ giới thiệu cho các bạn thôi, cũng chưa cần các bạn là phải đến mức là hiểu nó là cái gì cụ thể, một mức cụ thể. Thì tôi cũng chỉ nhắc chúng ta những cái mà chúng ta cần lưu ý một chút thôi. Thì ví dụ như chúng ta có cái từ khóa X import này. Có biết import là gì không? Trong Java chúng ta có từ khóa import đúng không? Được thêm nào. Nhập. Ừ, là chèn vào. Chèn thư viện các thứ. Ờ đúng rồi, chèn thư viện các thứ vào. Đúng không? Thì ở trong JavaScript, đặc biệt là TypeScript này, các bạn sẽ nhìn thấy đây này. Trong app component này, các bạn nhìn thấy có một cái chữ là chữ đây. Nhìn thấy chữ export không? Export này. Hay là trong thằng hero list component nó cũng có cái export class. Được chưa? Thì import và export thì ý nghĩa của nó là export là tôi cho phép chỗ khác được kế thừa tôi, chỗ khác được sử dụng tôi. Được chưa? Ví dụ như trong app component chấm ở trong file app component chấm ts hoặc là hero component hero list component chấm ts thì là nó định nghĩa ra một class ở trong đấy, sau đó là nó báo ra ngoài là cái class này được định nghĩa ra là để những cái nơi khác được phép dùng, chứ tôi không phải là để viết ra để đây mà nơi khác có thể sử dụng cái class này. Được chưa? Và nơi nào sử dụng thì đây nơi này những cái nơi nào import chúng nó là nơi sử dụng cái component đấy. Được chưa? Thì đấy là cái từ khóa import. Thì ở đây các bạn sẽ nhìn thấy import thì nó sẽ phải lấy ra từ cái nơi mà định nghĩa nó ra. Đây, lấy ra từ nơi định nghĩa ra. Tất nhiên là nơi này là tính từ cái file app module này. Ví dụ các bạn sẽ thấy là app module này nó ngang hàng với lại cái file app component.ts đúng không? Đúng chưa? Thì do đó là chúng ta viết là chấm sược là trỏ đến thư mục cha của thằng app module này, tức là thư mục app. Trong thư mục app có file là app.component. Đây thì nó trỏ như này là đúng rồi. Được chưa?
Nhưng mà với cái thằng hero list component thì các bạn sẽ thấy app module nó ngang hàng với thư mục là component SE, thì nó phải chấm sược, tức là từ cái thư mục app này xuống đến cái thư mục component SE, xong tiếp tục xuống đến thư mục là hero list, tiếp tục xuống đến cái file là hero list.component.ts thì nó mới dùng, nó mới nơi là nơi định nghĩa cái file hero list này ra. Đúng chưa? Thì đấy nó là cái việc import, được chưa? Cái ng module, đây ng module, cái này nó xuất phát là một cái module xuất phát từ cái Angular core, là nó Angular nó tự định nghĩa chúng ta chỉ việc dùng thôi. Được chưa? Cái ng module này là nó config những cái việc thiết lập cho cái ứng dụng nó sẽ chạy như nào. Ví dụ declaration là định nghĩa ra những cái component mà trong cái ứng dụng này được phép dùng. Import là nó sẽ áp các cái module là những cái công việc lớn, những cái tính năng lớn. Ví dụ như là về browser module là xử lý cái việc đồng bộ giữa các cái browser khác nhau, hoặc là xử lý cái việc là ngay khi chúng ta build xong ấy thì cái trình duyệt nó tự động nó reload luôn. Đấy, chúng ta không phải ra ngoài chúng ta F5 nữa. Thì đấy là việc của browser module. Rồi thì thằng app routing module là cái module nó xử lý cho cái việc mà chúng ta tạo ra các cái đường dẫn cho một cái website này. Đấy, thì cái này cái app routing module chúng ta sẽ được học ở buổi sau hoặc buổi sau nữa, được chưa? Thì đấy là những cái mà nó sẽ được sử dụng. Thì chúng ta không cần phải hiểu cái ng module, cũng không cần phải hiểu cái đoạn này, không cần phải hiểu cái đoạn này luôn. Chúng ta chỉ cần nhớ tôi là mỗi một lần chúng ta tạo ra component mới thì chúng ta phải khai báo nó ở trong cái file app module này, cũng như là khai báo ở trong này, trong phần declaration là bắt buộc, được chưa? Tiếp theo là các thành phần của app component. Mỗi một component nó đều có những cái thành phần này là bắt buộc chúng ta phải tuân thủ. Ví dụ như sau, trong các module các bạn sẽ nhìn thấy nó có một cái phần component là selector. Các bạn nhìn thấy cái chữ uproot không? Uproot ấy, nhìn thấy không ạ? Cái uproot này ấy, thì lúc nãy tôi đã nói rồi, mỗi một cái component là nó sẽ tương đương với việc chúng ta tạo ra một cái thẻ HTML mới được áp dụng trong cái project này. Được chưa? Thì cái app root này nó chính là cái tên của cái thẻ HTML đấy. Được chưa? Và chúng ta sử dụng cái này ở đâu? Thì các bạn sẽ mở cái file index.html ra đây này. Đây là nơi sử dụng nó này. Đây. App root. Ở nhầm. Đây. Đây. Cái thẻ selector tên là app root này. Được chưa? Thì tôi mở cái file index.html ra. Được chưa? Đây là nơi mà nó được sử dụng, tức là cái component của chúng ta được sử dụng ở đâu á, thì sử dụng dựa vào cái selector này, chúng ta cứ viết tên thẻ ra là được, được chưa? Tương tự với nó, chúng ta có cái thằng hero list. Hero list component thì cái tên selector của nó là app hero list, thì chúng ta bê cái app hero list này chúng ta dùng ở chỗ nào thì dùng. Ví dụ như tôi thích thì tôi mang ra cái thằng index này tôi dùng cũng được, chẳng ai cấm được cả. Đấy, xong chạy đi. Hero list work hình như không chạy được hay sao, từ bỏ à, không, cái này nó liên quan đến config khác, nó liên quan đến config khác thì phải. Đúng không, liên quan đến config khác thì chúng ta không dùng ở đây nhá, xin lỗi các bạn. Thì chúng ta muốn dùng nó thì chúng ta sẽ dùng ở trong các component khác, ví dụ như trong app component html này tôi đang dùng ở đây này. Được chưa? Thì đấy là cái ý nghĩa của mỗi một component. Tiếp theo là cái template URL. Template URL đây thì là nơi định nghĩa ra cái giao diện cho cái component này. Được chưa? Ví dụ như hero list component HTML tức là cái file này. Nhưng mà nếu trong trường hợp ví dụ như hôm nay tôi làm xong cái màn hình này rồi, nhưng mà ông sếp của tôi, hai hôm sau ông sếp của tôi báo với tôi là có thiết kế mới cho cái màn hình hôm trước của em, bây giờ em làm lại cho anh theo giao diện mới. Ok, sẵn sàng làm. Nhưng mà chúng ta sẽ lựa chọn cách làm như thế nào? Lựa chọn là xóa toàn bộ nội dung trong này đi. Xóa toàn bộ nội dung trong này đi để chúng ta gọi là viết lại theo cái nội dung thiết kế mới. Đúng không? Các bạn sẽ làm như thế đúng không? Các bạn sẽ làm như nào? Các bạn làm giống như tôi vừa làm đúng không? Tạo một component mới,
tạo một component mới. Sai luôn. Component cũ. Sai luôn. Người ta chỉ cần yêu cầu giao diện chứ người ta không yêu cầu về cái về về thay đổi logic. Ví dụ để thay đổi toàn bộ logic của cái đấy thì mình tạo ra component mới. Ok, đồng ý. Nhưng bây giờ chỉ có một phần đấy mới là component. Thì các em sẽ tiến hành, ví dụ như tôi sẽ lựa chọn là tạo ra một cái file mới tên là hero-to-list-v2.component.html như này. Được chưa? Và đây tôi sẽ viết kẻ h2 vào đây là hero list component version 2 works này. Được chưa? Và tôi sẽ tiến hành là config ở trong cái file hero list component này sang cái đường dẫn của cái file thứ hai ở đây, ví dụ hero list trừ v2 này, thì ngay lập tức các em sẽ thấy là nó được thay đổi luôn, mà code cũ của tôi nó vẫn còn đây. Để tôi đề phòng là cái ông của nợ kia, ông sau khi tôi cập nhật xong ông thấy xấu quá, ông lại bắt tôi đổi lại cái giao diện cũ. Hiểu chưa? Thì đấy nó là cái ý nghĩa khi mà người ta đem cái template URL này vào, tức là trong một cái component chúng ta có thể quyết định được là chúng ta sẽ sử dụng cái giao diện nào, cái file giao diện nào, và chúng ta quản lý được version của các cái file giao diện luôn. Được chưa? Thì đấy nó là cái template URL. Tiếp theo là style URL. Thì cái style URL này nó cũng giống như ở trên, là chúng ta có thể lựa chọn cái file CSS nào áp dụng cho cái component của chúng ta. Được chưa? Ngoài ra cái thằng style URL này nó có thể là áp dụng nhiều file CSS cho một cái component. Vì do đó là ở đây nó là một cái mảng. Các em thấy nó là một cái mảng không? Đây là một phần tử nằm trong mảng. Thì các em có thể tạo ra rất nhiều file CSS khác nhau, các em phang vào trong này là được. Được chưa? Thì đấy nó là cái ý nghĩa của thằng cái phần setup, cái phần thiết lập của cái component của chúng ta. Được chưa? Ok, tạm thời nghỉ mấy phút để chúng ta có thời gian thở và xem lại những cái gì mà nãy giờ chúng ta làm. Được chưa? Tôi sẽ tranh thủ tôi điểm danh thì chúng ta xem lại giúp tôi, tổng hợp lại. Em xem lại hero list v2 đúng không thầy? Đâu, cái nào? Cái hero list v2 kìa thầy. Đây gì? Thì em viết đấy, một đúng cái đoạn text thôi mà. Em viết một cái đoạn text khác thôi, có gì đâu. Được chưa? Ok, các bạn xem lại giúp tôi những cái gì mà nãy giờ chúng ta đã trải qua nhá. Sau đấy chúng ta sẽ điểm danh. Tôi sẽ mở phần điểm danh ra. Rồi, điểm danh này. Bạn nào đọc đến tên thì viết chữ có lên trên phần chat nhé. Trần Trung Hải có không? Rồi. Lưu Thanh Phương, Bạch Công Dũng, Nguyễn Tiến Trường, Nguyễn Sĩ Mạnh, Vũ Đức Anh có online không ạ? An Văn Dũng không online luôn. Rồi. Nguyễn Thế Anh, Nguyễn Tuấn Sơn có thầy ơi. Ai mà biết có thầy ơi. Cái gì? Ai? Không có gì ạ. Ai có? Nguyễn Tuấn Sơn không on này. Đặng Văn Toàn, Vũ Đức Huân, Nguyễn Đình Dương, Nguyễn Quang Huy, Trịnh Quang Minh, Đặng Minh Chiến, Nguyễn Văn Huynh, Đào Trung Chiến, Tô Tiến Dương, Lê Hoài Nam, Phùng Minh Hiếu, Nguyễn Thị Như Quỳnh, Chu Mai Lan, Phan Tiến Long,
Phan Tiến Long có online không ạ? Nguyễn Minh Quốc ok này. Hà Ngọc An, Trần Minh Khương, Dương Tấn Minh, Lê Đức Quyền, Đào Duy Lương, Nguyễn Minh Tuấn, Trần Ngọc Hải, Nguyễn Quyết Chiến, Phan Đình Bình. Phan Đình Bình có online không? Rồi ok, tôi đọc lại những cái điểm, những cái bạn vắng này. Vũ Đức Anh này có không? Nguyễn Tuấn Sơn này, Phan Tiến Long. Rồi hết rồi, có mấy bạn vắng đấy thôi. Rồi ok, các bạn xem lại giúp tôi những cái gì nãy giờ chúng ta học nhá. Thứ nhất là component các em hiểu là như thế nào, được chưa? Trong component đấy cái selector là cái gì, được chưa? Cái template URL là cái gì, cái style là cái gì, được chưa? Dùng cái component này như nào, tức là bê cái selector đưa đi vào chỗ một, những cái chỗ khác nhau thì chúng ta dùng như nào, sinh ra component làm như thế nào. Đấy là những cái việc mà chúng ta vừa mới trải qua. Thì chúng ta check lại một lần nữa giúp tôi xem là có phần nào các bạn cần phải giảng lại hay không, thì báo với tôi để tôi sẽ nói lại cái phần đấy, được chưa? Còn cái việc làm việc với component như nào thì chúng ta sẽ xử lý nó sau, có thể là bài này, có thể là bài sau. Nghĩa là sao? Chúng ta nắm được cái phần vấn đề cốt lõi của mỗi một bài là được. Lấy cốc nước ạ.
Được chưa? Có ai thắc mắc gì không? Không ai thắc mắc gì nữa đúng không? Thầy làm lại cái đoạn Herolith V2 đi. Đấy nhá. Đây tôi xóa cái này đi đi. Được chưa? Xóa hẳn hoài đi luôn. Cái này tôi sẽ Ctrl Z lại. Đây như này. Được chưa? Đây là coi như quay lại từ đầu đúng không? Rồi. Bây giờ trong mỗi một cái component ấy, chúng ta được phép quy định ra là cái nơi nào là nơi hiển thị giao diện cho cái component này. Được chưa? Thì cái việc config cái nơi hiển thị đấy nó sẽ diễn ra ở cái template URL ở đây. Dạ, và cái giá trị mặc định của nó đang là hero list component HTML. Được chưa? Bây giờ nếu mà em có một cái file giao diện khác và em muốn sử dụng cái file giao diện đấy chứ không phải là cái file này, có thể file này nó version 1, bây giờ em muốn làm lên version 2. Được chưa? Thì em sẽ tiến hành em tạo một cái file nữa ở trong cái hero list này. Em tạo ra là list trừ v2 chẳng hạn chấm component.html. Đây. Để đặt hẳn cái tên khác để cho nó nhìn nó khác bọt. Được chưa? Và bây giờ em sẽ lựa chọn, em sẽ config vào đây là cái nơi hiển thị giao diện cho cái component này là cái file này. Thì em sẽ viết tên nó vào. List trừ v2 component như này. Được chưa? Đây là config lại thôi. Ngoài ra bây giờ em muốn thay đổi giao diện của nó, ví dụ như em sẽ viết vào đây một cái div. Với thẻ div này. Pass là border đi. Border. Sau trong này có thẻ P. À quên nhầm. Thẻ H2. Đây là title. Đây là title. Sau trong này chúng ta có một thẻ P nữa là lorem. Lorem gì gì đấy, được chưa? Thì bây giờ tôi sẽ reload lại trang nhìn hiển thị. Đây có phải là cái này không? Vâng. Được chưa? Thì em có quyền lựa chọn là cái file nào mới là cái file sẽ hiển thị giao diện cho mình. Được chưa? Vâng. Ok. Thế là ok cái phần này rồi đúng không? Được chưa? Tiếp tục nhá. Để xem phần này còn gì không? Rồi. Ok, bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các em là hiển thị một cái dữ liệu do chúng ta định nghĩa ra ở trong một cái component. Được chưa? Hiển thị một dữ liệu ra như nào? Thì tạm thời tại thời điểm này các em vào cái app component.css.com.ts các em xóa hết nội dung ở trong đấy đi giúp tôi nhá. Chúng ta chưa động đến cái file này. Được chưa? Xóa hết nội dung ở đây đi, như là xóa trắng cái nội dung ở trong file xóa hết cái phần ở phía trên này của cái file app component.html đi, chỉ viết nó chỉ còn đúng hai dòng như này thôi. Được chưa? Xóa hết nội dung của file app component.ts, tất cả những nội dung nằm trong file app component đấy các em xóa đi, và cái file app component.html các em giữ lại hai dòng như này cho tôi để chúng ta chỉ tập trung vào cái hero list này thôi. Được chưa? Xong chưa các em ơi? Ừ, cái TS đấy là xóa gì hả thầy? Cái này á? Xóa trắng đi thôi. Export. Tôi add nó từ bên đây thì em xóa trắng nội dung ở trong đi. Ok. Được chưa? Tiếp tục nhé, bây giờ ví dụ như trong trường hợp mà trong cái hero list.component.ts này tôi có một cái dữ liệu, ví dụ như tôi để đây là tiêu đề đấy, title bằng danh sách hero. Được chưa? Phải. Được chưa? Bây giờ tôi muốn hiển thị cái giá trị của biến title này ra ngoài cái giao diện. Được chưa? Thì tôi sẽ làm như sau. Đây. Tôi viết một cặp, hai cặp dấu ngoặc nhọn lồng nhau. Và tôi sẽ phang cái
biến title vào giữa. Được chưa? H2 title này. Bởi vì chúng ta đã có bút chat rồi nên là tôi thích thì tôi phang thêm cái mấy cái thẻ vào cho nó đẹp. Được chưa? Ok chưa các bạn ơi? Được chưa? Đến đây chưa? Thì bây giờ các em sẽ nhìn thấy cái giao diện của nó. Đây, danh sách hero như này. Được chưa? Đây, cái danh sách hero đây. Được chưa em ơi? Đi lên rồi. Chưa lên á? Lên rồi. Rồi ok. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành là style cho nó một chút để cho nó lùi lùi xuống một tí nhá. Ví dụ như tôi sẽ có một cái ở đây, class row này là đây container đây, tôi sẽ có class thôi để nguyên thế cũng được. Tôi sẽ có một cái file là file hero list .component.css này. Bây giờ tôi sẽ viết vào đây là .container thì nó sẽ có cái padding padding trừ top bằng 20 pixel. Lưu xuống phát nó sẽ tự động nó đẩy xuống dưới luôn. Được chưa? Padding top này 20 pixel. Được chưa? Tiếp theo sửa tiếp ở trong cái file TS này. Trong file TS này, tôi sẽ có một cái biến là hero list bằng một cái mảng. Trong cái mảng này chúng ta có các cái object gồm ID này, số 1 này, name là bằng Superman, có gender bằng 1, phải ngọt tí chúng ta thêm sau nhá. Object thứ hai, ID bằng 2, name bằng Spider-Man gender 1 đi. Rồi tiếp theo là object tiếp, ID bằng 3, name bằng Wonder Woman. Gender 2, ví dụ như vậy. Đây là các cái object chúng ta có. Và bây giờ chúng ta sẽ dựa vào một cái công cụ, ở trong cái HTML này chúng ta hiển thị ra cả một danh sách mấy ông này. Được chưa? Chuẩn bị dữ liệu được chưa các bạn ơi?
Được chưa? Đây, nếu cần thì tôi sẽ gửi cho các bạn luôn cái biến Hydrolysis này. Đây. Đây, cái biến Hydrolysis tôi gửi cho các bạn ở dưới này, ở phần chat đấy. Nhà đây. Được chưa? Bây giờ chúng ta sẽ dùng cái vòng lặp để chúng ta hiển thị cái đống Hydro này ra ngoài nhá. Thì ví dụ như ở trong này, trong này tôi sẽ có một cái thẻ UL là để hiển thị thông tin của Hero, được chưa? Trong cái UL thì đa phần nó sẽ là LI, đúng không? Hoặc là chúng ta để OL cũng được, OL đi, để tự đánh số chúng ta OL LI. Thì ở cái đống LI này, trong trong cái template của thằng Angular ấy, để sử dụng vòng lặp thì chúng ta sẽ có viết cú pháp như sau, nó gọi là decorator, thì chúng ta sẽ viết là sao ng for bằng let hero of hero list, được chưa? Let hero of hero list, tức là nó sẽ chạy một cái vòng lặp, chạy một cái vòng lặp qua tất cả các phần tử của cái thằng hero list này, được chưa? Và mỗi một cái phần tử này nó chạy qua thì nó sẽ gán cho cái biến là biến hero, được chưa? Nó sẽ gán cho một cái biến hero. Bây giờ chúng ta xem này, nó sẽ ra là ba cái LI này, nó tự sinh ra luôn này, được chưa? Ví dụ như bây giờ tôi sẽ thêm một cái nữa vào đây, một cái hero nữa vào đây là số 4. Đây là Ant-Man Black Widow đi. Tôi đang DC lại nhảy sang Marvel này. Tôi biết đấy gì đâu. Gender là 2, được chưa? Tôi biết gì đâu, tôi cứ chém bừa ra thì tôi không biết mấy cái hero này như nào đâu, được chưa? Gender 2 này thì các bạn sẽ nhìn thấy nó sinh ra 1, 2, 3, 4 luôn, được chưa? Thì mỗi một cái hero này tương ứng với một cái object được viết ở trong này, được chưa? Và bây giờ nó chứa tất cả các thông tin của những cái thằng này luôn. Ví dụ như bây giờ tôi muốn viết cái tên của cái hero ấy ra thì tôi sẽ viết là hiển thị, đây là giá trị hiển thị này, print ra này, xong rồi chúng ta có hero chấm name, lưu xuống cái thì chúng ta thấy nó sẽ tự sinh ra dữ liệu là thông tin luôn, được chưa? Các bạn test đi xem nó có làm được không. Cái kia phải là hero list.name như thế. Đây, lại sai rồi. Cái hero list nó là cái mảng em nhá. Nó là cái mảng đúng không? Đúng chưa? Nó là cả cái mảng này. Nó là cả cái mảng này. Đây này. Đúng chưa? Nó là cả một cái mảng. Nhưng bây giờ em đã dùng vòng lặp để em bóc ra mỗi một phần tử. Mỗi một phần tử trong cái hero list này, tên cái phần tử đấy đặt cho nó là hero. Thì bây giờ em chấm đến phần tử con đấy chứ, chấm đến name của phần tử con đấy chứ, đúng không? Được rồi, vâng ạ. Được chưa? Thì đấy, thì bây giờ đây là cái demo chúng ta về cái việc hiển thị dữ liệu ở trong cái Angular này. Thì tôi sẽ giao cho các bạn một bài tập về tìm hiểu cho tôi thêm một vài cái nữa, được chưa? Thì tôi sẽ viết ở trong slide này nhá, ở trong cái lớp mình nhá. Ví dụ như các bạn về tìm hiểu cho tôi những các cái decorator. Trong Angular. Ví dụ như nào? Sao ng for này là cái mình vừa rồi này. Sao ng if này. Sao ng if này. Rồi thì là cái dấu này nó là cái gì này? Được chưa? Cái dấu này nó là cái gì này?
Rồi thì cái dấu này nó như thế nào này? Chưa? Dấu như thế này nó là như thế nào này? Để buổi sau sẽ hỏi. Sẽ cộng dồn sẽ tính điểm. Đây là bonus để thi cuối kỳ luôn nhá. Thì bây giờ mỗi một giảng viên sẽ được có quyền được cộng thêm cho sinh viên nào active 1 điểm vào điểm thi cuối kỳ. Nên nếu bạn nào mà từ 4 lên 5 nó cũng là giá trị. Bạn nào từ 9 lên 10 nó cũng là giá trị. 4 lên 5 rồi. 4 lên 5 là giá trị. Đúng. Thế còn nếu mà 10 rồi thì sao hả thầy? 10 rồi thì không được cộng. Cộng vào điểm thành phần. Thì đừng thi lấy 10. Thi lấy 4 thôi cho nó giá trị. Lấy 4 thôi. Lấy 3 ấy, nó giá trị nữa. 3 thì chịu rồi.